Em sẽ kể về cuốn sách đầu tiên mà em đã đọc. Vâng, tôi đọc sách. Đó là Thần thoại Hy Lạp. Ở đây có ai đọc Thần thoại Hy Lạp chưa? Nhân trí. Thì ok, mình đơn giản hóa câu chuyện lại xíu nào. Ở đây có ai coi phim Hercules Hẹt Win chưa? Hẹt Win đó, nhiều hơn đúng không? Đó, dân trí thì thật ra như vậy, nói chung là dân trí của em cũng không cao ạ. À, thì đầu tiên là em xem cái bộ phim Hercules hoặc phim Hẹt Win mà của Disney á, thì cái phim em rất là thích. Nói chung là phim Disney này em cũng thích cả. Và cái bộ phim đó em thấy những cái nhân vật, những cái vị thần ở trên đỉnh Olympus này nó rất là dễ thương, rất là sâu sắc, rất là nhân văn. Và em luôn luôn tưởng tượng về những việc mà em sẽ làm với lại Hẹt Win. Ok, lúc đó tôi học lớp 1 và việc tôi nghĩ là tôi sẽ làm là tôi sẽ đánh quái vật chung với Hẹt Win các bạn à. Từ từ thì mình mới trổ à, từ từ. Chờ đó. Ở đây ai đã đọc Thần thoại Hy Lạp rồi? Mọi người thử trả lời thôi, đây là một quyển sách có phù hợp để đọc khi mình đang học cấp 1 hay không? Thì khi em mở quyển sách ra, cái chương đầu tiên nó giải thích về cách mà thế giới của chúng ta hình thành. Là đây là cái não của em nó hoạt động, nó tập vô là đầu tiên vũ trụ không có vật chất gì cả, dù vật chất quyết định ý thức. Đầu tiên vũ trụ không có vật chất, mọi thứ đều nằm ở trong một cái cõi hỗn mang. Và vị thần đầu tiên chúng ta có là thần hỗn mang, dĩ nhiên. Thần hỗn mang nằm đó chán quá, không có gì làm, nên đẻ ra một vị thần thứ hai, tạm gọi là thần đất mẹ. Sau đó thần đất mẹ nằm đó chán quá, cũng không có gì làm, nên đẻ ra một vị thần thứ ba là thần trời cha, tạm gọi vậy. Sau đó đất mẹ và trời cha ăn nằm với nhau. Ok, đây là lúc nhắc lại cho mọi người nhớ, tôi học lớp 1. Và là một người học lớp 1 thì bạn sẽ không biết ăn nằm là gì. Bạn chỉ nghe được một câu từ mẹ bạn, đó là con ơi đừng có bao giờ vừa ăn mà vừa nằm nhé con, không có tốt cho sức khỏe đâu. Thì lúc này trong đầu mình đọc vô và mình nghĩ là à, vậy đây là hậu quả của ăn nằm sau. Đất mẹ và trời cha ăn nằm và sinh ra mười mấy vị thần Titan. Ồ, ok, mẹ sợ kế hoạch hóa gia đình. Dạ, con sẽ không vừa ăn vừa nằm nữa. Và đó là lý do chúng ta cần giáo dục giới tính ở tuổi sớm. Dạ. Thì tiếp tục, có các vị thần sinh ra, mười mấy vị thần em quên rồi, tên là Titan, tạm gọi là mấy bé bự tại vì họ khổng lồ. Đất mẹ và trời cha bắt đầu có những mâu thuẫn, có thể là về việc giáo dục con cái và kế hoạch hóa gia đình. Họ có những cuộc tranh cãi mà em tưởng tượng nó nghe giống như là bà suốt ngày nuôi con như thế này thì con bà chỉ có cặp đất mà ăn. Ông ơi ông nói chuyện trên trời quá, ông có biết là tôi đẻ được ông không? Ngây thơ vậy. Thì sau đó vị thần đất mẹ đã cảm thấy quá chán chường và mệt mỏi với cái sự khó chịu và ác độc của ông thần trời cha rồi, nên bà đã có một kế hoạch. Kế hoạch của bà rất sáng tạo. Bà đã sai một người con của mình, một bé bự, đưa cho con mình một cái lưỡi hái và nói là con ơi hãy triệt sản ba mình. Triệt sản bằng hình thức như thế nào và có lưỡi hái thì mọi người tưởng tượng được, em không cần phải nói hơi dân trí. Thì bé bự này mới xách cái lưỡi hái đi và sau đó là xong rồi cầm hàng của cha mình lên, mình tạm gọi là Hòn Phụ Vương. Xong rồi chọi cái Hòn Phụ Vương đó xuống biển thì mầu nhiệm thay, từ cái chỗ đó bọt biển nổi lên và xuất hiện ra, sinh ra một vị thần, đó là nữ thần sắc đẹp. Nhắc lại cho mọi người, nữ thần sắc đẹp được sinh ra từ một cái tấn bi kịch. Cho nên nàng có một cái sắc đẹp chim sa cá lặn, quả là không sai. Ok,
đọc tới đây và em vẫn nghĩ ok, lớp 1, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những giờ mình có... Thôi mình đọc tiếp chứ hả? Thì vị thần bé bự đã có nhiệm vụ dùng lưỡi hái để chặt cái họng đó, thì mới bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Mới nghĩ về cái thế hệ sau của mình là bây giờ mình trị vì, nhưng mà liệu quả báo có đến trong quần mình hay không? Suy nghĩ đó làm ông rất thốn. Và ông mới quyết định, lại một quyết định sáng suốt, là những đứa con mà ông sinh ra thì ông sẽ ăn hết, bỏ vô bụng ăn, nuốt xong. Trừ một vị thần, đó là thần Zeus, là chỗ này quen này nè. Chúng ta trở lại với cái thần thoại Hy Lạp mà chúng ta quen nè. Thần Zeus được mẹ của mình cung mang đưa ra một cái đảo và được nuôi dưỡng và sinh sống ở đó. Thì trong lúc rất nhiều năm thì thần Zeus đã sinh ra và lớn lên và trở thành một vị thần rất hùng mạnh. Và ông muốn trở về để trả thù người cha độc ác của mình. Thì cái chương tiếp theo mình bắt đầu tìm hiểu về các vị thần trên núi Olympus. Chúng ta có thần Zeus là thần của trời, có thần của biển, có thần của địa ngục. Và các ông thần này hình như có một điểm chung mà ông thần Zeus là người giỏi nhất. Đó là có một cái sở thích là thích đi dụ. Em nói dụ nha mọi người, con nhà gia giáo già. Thích đi dụ những cái người có nhan sắc và làm cho họ muốn ăn nằm với mình. Thì trong cái hành trình đó, thần Zeus đã sử dụng rất nhiều chiêu trò và mưu kế để dụ những người kia, ví dụ như là biến thành một con thiên nga, biến thành một con bò, biến thành một đống tiền. Tôi hơi đánh giá cô gái ấy một tí. Biến thành chồng của người mình muốn dụ, biến người yêu của mình thành con bò. Thì nói chung là mọi người có tưởng tượng là khoảng 50 trang sau đó, là những câu chuyện bắt đầu bằng kiểu là ô hôm ấy thần Zeus muốn dụ ba chấm. Và nếu mà cuộc sống tình dục của thần Zeus nó sẽ giống như kiểu là một ngày thần Zeus sẽ về nhà và kiểu nhắm mắt lại ngủ, và sáng sau mở mắt là ô một nàng tiên xinh xinh, một bà cô trung niên, một bà chị đáng quý, oh no, oh no, một chàng trai hiếu chiến, oh no, oh no. Dù là trai hay gái, là người hay yêu anh, dù là trong hôn nhân hay hôn thú. Ta đây sẽ quyết ăn nằm. Vậy thôi đó. Em tưởng tượng lúc đó cái bài đó trong đầu em như vậy. Em đọc tới đó xong, em bị sang chấn, em bị vỡ hình tượng, giống như hồi nãy em bể ở đây nè. Em bị vỡ hình tượng về cái ông thần Zeus mình coi trong phim, ổng đạo mạo, ổng tốt bụng như thế nào. Thì cái ông thần Zeus và các cái ông thần ở trên đỉnh Olympus, tất cả các cái vị nam thần này đều có một cái lối sống rất là xa đọa, rất là kỳ cục. Và bản thân em là một đứa trẻ lớp 1 có đạo đức, em không thể đồng cảm với những nhân vật này. Một phần nữa tại vì em biết em thì nói rồi lát hồi cái chỗ à. Thì em mới bắt đầu tìm ok, những cái vị thần này có vấn đề quá, biết đâu mình sẽ tìm được một số những cái người khác đáng để noi gương hơn. Cho nên em nhìn qua những vị nữ thần. Ok, nữ thần thứ nhất Hera, nữ thần của gia đình và hôn nhân. Ok, có cái tính rất hay ghen tuông bởi vì không biết chồng mình sẽ dụ ai và tối nay biến thành con gì. Vị thần thứ hai Aphrodite, thần sắc đẹp được sinh ra từ hòn. Vị thần thứ ba Athena, nữ thần trí tuệ được sinh ra từ não. Ok, đây em sẽ là fanboy của thần này. Để em đọc thử coi là vị thần này làm gì thông minh. Có một hôm Athena nghe nói có một cô gái người trần có một khả năng tuyệt diệu, đó là dệt lụa rất đẹp. Và cô dệt lụa đẹp tới mức mà cô đã nói lên với trời đất là: trời ơi, tôi dệt đẹp như thế này nhiều khi còn đẹp hơn cái con Athena nữa.
thì là một vị thần của trí tuệ và sự thông minh, thần Athena đã nghe câu nói đó và phản hồi theo một cách rất thông minh, đó là đùa mày. Dỡ mày? Dạ đùa? Tụi nó sợ mày hả? Và sau cuộc đua đó thì thần Athena đã thua. Thông minh đó, thông minh nhưng đừng chảnh nha mọi người. Thì lúc đó vị thần trí tuệ của chúng ta đã làm gì? Ok, giờ thua mày đúng không? Biến mày thành con nhện cho mày dịch suốt đời. Hết phàm. Mất phàm liền tại chỗ. Em vẫn ngồi suy nghĩ, ok, mình có nên đọc nữa không ta? Tại vì có vẻ nó hơi khác với lại cái anh hẹt win của mình á. Những thứ mình muốn làm bây giờ mình không muốn làm nữa. Cho nên em lại tiếp tục đi tìm câu chuyện khác. Trời ơi, cái cuốn sách này phải có cái gì hay để đọc chứ. Hẹt win của tôi đâu? Những câu chuyện hay ho của tôi đâu? Lật tiếp. Trên đỉnh Olympus có rất nhiều vị thần. Mỗi vị thần đại diện cho một đức tính tốt đẹp của con người và một điều mà con người luôn luôn hướng tới. Chúng ta có thần sức mạnh, chúng ta có thần trí tuệ, chúng ta có thần sắc đẹp, chúng ta có thần rượu chè, thần chiến tranh, thần dê. Ok, thực ra là thần dê là một vị thần mà nửa người nửa dê nha mọi người, và đức tính của ổng là dê. Và câu chuyện về thần dê là như sau. Ông thần dê mỗi lần thấy một cô gái đẹp và cô gái này rất đẹp thì thần dê đã muốn dê, cho nên thần dê đã chạy theo. Mà mọi người biết là dê nhanh hơn người, cho nên cô này chạy rất mệt. Con dê vẫn tiếp tục đuổi theo. Sau đó cô gái quá mệt mỏi và quỳ xuống cầu xin thần linh hãy làm sao giải thoát con khỏi cái hoàn cảnh này. Và thần linh đã biến cô thành một cái cây sậy. Wow. Triết lý cuộc đời, nếu bạn bị dê hãy sống thực vật. Chưa hết câu chuyện, sau khi thần dê thấy cây sậy buồn bã trong 5 giây thì bỗng nghe một tiếng gió thổi qua cây sậy. Ồ, tiếng gió này thật hay, và anh đã quyết định bẻ cây sậy thành cây sáo của mình. Một người phụ nữ đã sống thực vật vẫn không thoát khỏi kiếp khỏi kèn. Ủa sao vậy mọi người? Ở trong đây có cái chuyện gì tốt đẹp nữa không? Thì em đọc tới một cái chương. Mình có một cái vị thần tên là thần Promete. Đây là một cái vị thần rất là thương loài người. Và lúc đó thì loài người sống rất là khó khăn, gọi là ăn lông ở lỗ, ăn lam ở lũ hay gì đó. Và không có lửa. Nhưng mà ở trên đỉnh Olympus thì các vị thần có ngọn lửa để nấu ăn, để sinh hoạt, để làm rất nhiều thứ. Thì thần Promete đã quyết định là ăn cướp cái ngọn lửa đó đem xuống cho con người, và từ đó con người sống ấm no hơn. Một vị thần khác cai trị muôn loài, đó là thần Zeus, nhìn thấy cái hành động tốt đẹp đó và suy nghĩ là ê, mày muốn gì? Mày muốn gắp lửa bỏ tay người đúng không? Ok, bây giờ tao sẽ phạt mày. Và thần Zeus đã phạt thần Promete như sau, một hình phạt rất biến thái hơn cả anh Tùng. Là thần Promete đã bị xích vào một cái đỉnh núi, một cái vách núi. Và sau đó mỗi ngày thì có một con chim đại bàng sẽ bay xuống và ăn gan, gan thôi nha, của thần Promete. Và mọi người phải biết cái câu chuyện này nó đáng buồn ở chỗ nào. Nó không chỉ đáng buồn ở việc một người tốt bị trừng phạt, mà đáng buồn là đáng buồn cho con đại bàng cơ. Tại vì mỗi ngày nó chỉ được ăn có một món. Và sau đó nó sẽ đầu thai, biến thành những cô gái hay đi vô quán hủ tiếu và nói là không ghen nha chị ơi, đừng bỏ ghen. Tất cả những cái câu chuyện này em tiếp tục đọc, em đọc hết, em đọc từ cái chuyện là một ngày kia có một cái anh, ảnh đi xuống bờ suối, ảnh nhìn thấy cái bóng của ảnh trong gương và ảnh nhận ra là ô, mình đẹp trai thế. Và dù ảnh không bóng nhưng ảnh vẫn tự yêu bản thân mình. Sau đó ảnh chết ở đó luôn, hết chuyện. Một câu chuyện khác, một cô gái chỉ có thể nói lại cái tiếng vọng của người khác chứ không có giọng nói riêng của mình, không có giọng nói riêng của mình. Hết chuyện. Một chuyện khác, một ông vua có khả năng là chạm vào mọi thứ là thứ đó sẽ biến thành vàng, nhưng sống cả một cuộc đời không tự sướng. Thì đóng cái quyển sách đó lại
Và uy của lớp 1 ngồi suy nghĩ là mình mới đọc cái gì vậy? Ồ, là sao? Tôi không hiểu gì cả, tất cả những thứ hay ho của hạt uy của tôi đâu rồi? Tôi vừa đọc cái gì đó, tôi không hiểu. Và dĩ nhiên cái ký ức đó một đứa con nít sẽ quên đi. Em tiếp tục đi ra, đi học, sau này đi làm. Không biết là, ủa cái chích câu chuyện cổ tích hồi xưa của mình nó có cái bài học gì không, sao nó không rõ ràng gì hết. Cho đến khi tự nhiên đâu đó mình sẽ gặp một cái người có chức, có quyền gào lên như sấm sét để có được những thứ mình muốn và có thể dụ bất kỳ ai bằng cái quyền của mình. Rồi sau đó mình lại gặp một cái người kiêng ăn tức ở với cái tài năng của người khác và tìm cách hại họ. Đâu đó mình tìm được những người ái kỷ yêu bản thân mình. Đâu đó mình tìm được những người buông bỏ bản thân, chỉ biết nghe theo lời của người khác. Và đâu đó có những người tốt, muốn làm việc tốt, nhưng rốt cuộc cũng bị trừng phạt đó thôi. Thì lúc đó em nhận ra, hình như không như những câu chuyện cổ tích, chúng ta sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp. Chúng ta sẽ có một cái bài hit rất, rất nhiều view ở trên YouTube. Chúng ta sẽ có một cái nơi mà người tốt là người tốt, người xấu là người xấu. Với thần thoại Hy Lạp thì chúng ta sẽ thấy là chưa chắc thần là đã tốt, mà chưa chắc quỷ là đã xấu. Và con người thì sẽ mãi mãi là con người. Thì đó là suy nghĩ của em về thần thoại Hy Lạp. Và hy vọng nó để lại cho mọi người một số suy nghĩ gì đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người biết phim Công chúa ngủ trong rừng không? Có bài gì?